Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review con siêu xe Bentley với con ba vé luôn. Và đương nhiên với một YouTuber lom do như mình thì mình chỉ review ké thôi anh em ạ, chứ mình làm gì có tiền mà quay Bentley đúng không anh em. Đấy, hôm nay thì sẽ review ké cùng với lại bạn số 2. Thôi, có đứa vào nhà này Đấy, rồi. anh em nghe giọng thì các bạn cũng nhận ra là ai rồi đúng không? Ok. Đây rồi, để clear khu này, lát nữa xuống dưới kia thì mình mới gọi là trải nghiệm. Ấy, bạn đây. Dừng tay lại bạn ơi, tính gạt cái nhà đầu tư của mình ạ. Mình chảy có một, ui rồi ôi mẹ mày tên mày mà mình bắn nó chạy luôn rồi anh em, vẫn có cơ hội cứu lại được. Ồ, tính lên à, nào lên đây bạn, tầm này là phải bảo vệ chủ nhân của con Bentley ba vé anh em ạ. Dưới đây một tên này, đây rồi, đi đâu như chỗ không người, còn một tên nữa à, rồi một đầu rồi, lên luôn. Nó một đầu rồi. Đẩy ra này. Ồ, còn tên nữa. Hai cái tên này từ đâu ra ấy nhở? Nghe như kiểu nó đứng phía sau hay sao ấy. Đấy. Như ngay gần mình luôn hay sao ấy nhở? Ngay ở chỗ sau thùng gỗ này hay sao ấy này. Cẩn thận nha. Ô kìa, sao lại lên lút? Đã lìa đâu mà ra lút như chỗ không người này. Nè, có một đứa nó vào. Nó vào ngay ở dưới này. Máu đi, má ơi. Thôi để công luôn đi. Đây có một tên ngay bên trái này. Ui giời thanh niên. Mẹ con đứa bên kia bắn qua anh em. Mà nó lại tính gạt hộ cái mạng mà mình vừa nốc kia kìa. Nó đứng ngay sau thùng gỗ này. Thằng mà vừa bắn mình xong. Cho có bom này. Đứng đấy mà kê. Ui giời, vẫn không chạy anh em ạ. Thanh niên này. Đâu rồi ta? À, đúc ngay chỗ này à? Rồi. Còn ba nữa. Ôi bên trái này. Đây đằng này xong ơi. Rồi 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 nghe rồi nghe rồi nghe rồi. Đằng chỗ vọng đây này. Rồi, bọn ở chỗ bên đầu bên kia nó đẩy qua ấy mà. Có khi là team ba chúng nó luôn đấy. Em mày đẩy với hổ báo như này. Ok, xuống đâu. Trời. Nó ăn quả bom cũng khá yếu ấy. Một tên đẩy qua này. Nhìn trước mặt mình hai tên luôn hay sao ấy. Rồi, nốc một. Có hai tên chân trước mặt luôn nhá. Còn một thằng nữa. Đây, ốp quả bom luôn. Ôi. Trời ơi. Đứng ở chỗ nào mà sao để nó nốc được cái này. À. Có hai tên chỗ này thôi. Nhưng mà hình như là có một thằng bạn nó. Có một thằng bạn nó ngay phải hay sao ấy. Thằng kia nó đang cố nó bò kìa. À đây đây. Ngay ở chỗ bên phải này. Đây đây đúng luôn mà. Đứng kê ngay chỗ này hay sao ấy này. Một là sau thùng. Hoặc là trong. Thế thì không có rồi. Ngay ở chỗ cái cửa vào hay sao ấy nhở. Ủa đâu rồi ta. Vừa nghe tiếng chân nó xoạt một cái ngay chỗ này mà. Không thể nghe nhầm được. Mình chỉ nghe sai trên dưới chứ còn về hướng thì không thể nào mà nhầm được anh em ạ. Rõ ràng là nó ngay chỗ này thôi. Chạy đâu nhanh vậy? Ôi giời ơi, nó thoát ra rồi. Mẹ, cứ Có đi mỗi cái chỗ tìm. này ao thôi à? Ừ. Đây rồi, con skin ba vé con Dacia. Tí nữa vợ lái để test luôn cái thông báo diệt nhá. Thì trông lái trông đông đi. Không Mình được. vẫn chịu thôi cái này. Ơ, chủ xe thì nó mới hiện, chứ còn ngồi ké như mình thì không hiện đâu. Trời ạ. À. Đã bảo là trải nghiệm ké rồi, lấy đâu ra mà thấy được thông báo diệt với lại cái hòm xác đâu. Đen thật sự. Ê, có xe kìa. À, Thấy rồi 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 không? rồi. Nó ba thằng hay sao ấy. Ba thằng á. Ô. Một tên lại ngồi ngay nắp capo. Bắn đi bạn. Giờ tên kia nó AFK hay sao ấy. Kìa, có tên ngay phải này. Ok, hồi xong. Tưởng thấy thằng bên phải trước. Ui, dừng tay bạn. Ôi. Mẹ. Nó gạt luôn rồi anh em ạ. Ồ, không sao. May mà vẫn đang còn hồi sinh. Có người rồi hay sao ấy. Có người luôn, có người luôn. Rồi rồi, thấy luôn, thấy luôn. Ơ, nó bắn như kiểu gọi mình kìa. Thấy có ít nhất hai thằng kìa. Nó thấy mình này. Rồi rồi rồi, nó gọi mình mà. Đây dừng đây đã. Gọi như này là cũng nguy hiểm đấy. Ui, nằm kìa. À, nằm sấy các bạn. Này thì sấy này. Lên luôn vậy, nó gọi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ôi, Có hay. hai rồi. Đi luôn. Ngon. Thế là ba thằng à? Lao một phát lên trời luôn nhá. Nó sẽ cứu kịp đấy nhưng mà cũng chưa kịp hưu máu đâu. Lại còn sờ mốc như này thì thôi rồi. Chưa cứu được đúng không? Rồi.
Rồi, đốc tiếp này. À, team 4 à? Một thằng phía sau. Hay là nó cứu lại được một giây sao ấy? Ok. Ôi đằng Bay sau có rồi. thằng. Đằng sau nó có ở chỗ nào ấy? Chết chồng ơi, đằng sau có thằng. Thế thì phải đẩy nhanh bọn này thôi. Còn một thằng ngay trước mặt mình này. Nó đứng chỗ nào nhỉ? Từ từ từ, Ui, con nó lùi máu về nó đằng trông kia cái gì? kìa. Chạy đi đâu? Cả trước đoạn này không cho bò luôn. Rồi, để mình đặt. Ôi. Vãi cả trường á, một thành nhân. Ui, từ từ từ. Rồi, có Leo này. Mẹ, nó cứu nhanh Vội thế bay nhở? sang cái chỗ mình vừa dựng xem, vừa lại có một thằng nhá. Rồi rồi, ok. Đi đây, cứu luôn. Được, không sao, không vấn đề gì. Ơ, ngủ Chồng im. có cho quả sấm mốc đi không? Sợ ghê. Không sao hết. Kiền, nó công đến rồi, chuyện bố mày ơi. Rồi rồi, thấy thôi. Bỏ đi. Ui, con bot hay sao ấy mà. Trời ơi, con bot thôi mà. Ui, ngay phải kìa. À, nó qua bên này rồi. Nào, có sát bạn. Có. Ui, không được, không được. Mẹ, bọn này nó cường hơn mình. Ui. Ôi xuống xuống xuống. Bên phải có đúng kìa. Mẹ, hai team chỗ này luôn rồi. Hình như là bọn này bắn nhau rồi sao ấy nhở? Không thấy cái bọn ở trên kia nó ngó luôn. Kìa, vẫn đang còn táp nhau kìa. Hay. Hay là đẩy luôn nhở? Ô, ô. Ui. Gần mình có rồi đây chồng ơi. Rồi, Ui nghe nó đang rồi. công gần vào kia. Ô, công luôn hả? Thế thì ra chơi luôn. Nó đẩy trống luôn à? À, đã lên trên này rồi à? Tên nào đây? Rồi, clear luôn rồi này. À, bạn bọn kia bị clear luôn rồi. Kìa, nó bay vào kìa. Ui rồi ôi. Thôi xong rồi, lại bị bọn bên ngoài kia nó khều vào ấy chứ. Biết ngay mà nó lấy cái nóc nhà này rồi, không lên kịp rồi anh em ạ. Hai tên. Ui, đẩy luôn à? Mày không ngờ gặp đúng thằng liều. Bom bom bom. Nó bom kìa, chạy đi. Ui rồi quả lửa. Làm gì ấy? Thôi, xong rồi, chết rồi. Tự nhiên chạy lại làm cái gì? Nào, làm thêm một game nữa anh em ạ. Vẫn chưa trải nghiệm đã với con Belly. Ui, đông thế nhở? Đấy, qua bên này bắn luôn. Hay. Rồi, gạt luôn này. Dưới mình khá đông này. Ui dồi ôi, hai tên. Rồi, nóc 1. Tên này vẫn đang lút. Rồi, nóc 2. Uầy, S12K đợt này bắn ngon thế. Hai trận này mình cầm PS12K luôn nhá. Ui. Nhanh thế nhở, vừa mới nghe thấy xong đấy. Tên này có luôn này. Ui, trận này bé đổ sát rồi anh em ạ. Mình chỉ việc gạt hộ thôi. Thế thì tự tin để cho bé gọi là clear khu nhà đấy đi. Mình sẽ ra ngoài bên này đi anh em ơi. Có tiếng súng ngay bên ngoài này. À, bên này, bên này. Ủa rồi. Muốn làm gì đây? Thanh niên nằm gạt mà không được. Rồi, ra bú được hai kiểu thơm thế. Đây rồi, ngay ở chỗ bên phải luôn. Này, lên chơi luôn này. Đang bắn này. Mình xin. Có tên. Ôi. Hai tên à? Gạt luôn này, nó bắn nhóc cái bọn thuyền đấy sao ấy. Đó, đó. Đang di chuyển kìa. Ô, đẩy lên luôn à. Trận này toàn gặp mấy thằng liều anh em ạ. Đẩy như chỗ không người ấy. Nào vào đây bạn. Này thì đẩy này. Lần sau nghe tiếng S12K và đẩy này khiếp tới già luôn. Nó đứng ở chỗ mấy cái thùng gỗ ấy. Ô, góc này không nhìn được à. Thì phải ra ngoài này mới quăng được bom. Ui thôi xong rồi. Có kìa. Mẹ. Quả bom rơi ngay giữa mặt. Nó nhanh hơn mình 1 giây. Cẩn thận nhá, cứ đứng kê thôi. Nó mà vào là bắn luôn. Ôm trụ nào. Hay. Cứu mình bạn đây. Đẩy với tao à? À. Bé đã căng. Đâu rồi? Đây. Hay quá nhờ. Anh nghe Skill bạn, quá lợi hại. bạn đó. Kệ đi. Đây, cứ vào đây cứu được. Nó không đẩy kịp đâu. Đây, chạy ngay ở dưới này. Ui dồi ôi. Nghe sai thế nhở? Con đứng trên cầu thang mà sao lại nghe như kiểu ở dưới ta? Ui hay thế. Mà được quá Đang đây. nhở. Đang này. Rồi, nghe rồi. Đẩy lên rồi. Hai thằng luôn. Cứ bom trước đã. Ở đây có bóp không? Không, người mà bót gì. Rồi, nóng luôn này. Lên luôn. Còn một thằng ngay bên phải nữa.
Ơ thế tính ra là còn hai thằng nữa cơ mà. Bọn này chỉ có hai thôi à? Kìa, đứng ngay ở sau cái chậu Còn cây. thằng nữa ở đằng này này. Đây ơi, thấy ơi, thấy ơi, nó ăn lửa ấy kìa. Ủa, vẫn không dính à? Quả lửa vô lý thế nhở? Nó cứ né bọn này hay sao ấy? Còn đốc nha, à còn một nha. Đâu thằng đốc này nữa, còn một thằng nữa đây, cẩn thận đấy. Thôi đi đi vợ, mẹ gặp đúng cái thằng gọi là chầy cối rồi. Đứng ngay ở giữa dụ thế thôi, nó không thèm bắn mình mà. Nó chơi bài núp đấy. Mình xuống mình lấy siêu xe săn người sướng hơn. Đây rồi, một tên ngay trước mặt Có này. người trước mặt luôn này. Đây đây, ngay chỗ này luôn. Thấy. Leo vào luôn này. À từ từ, để ốp bom đã, cứ bình tĩnh. Có một thằng nó táp ở phía xa nữa kìa kìa. Có khi là nó đang gọi mình đấy. Rồi, đẩy vào luôn. Ô. À nó chạy vào trong rồi à? Đây đây, ngay trái luôn. Chạy đâu hả bạn? Tới công chuyện. Nốc này. Gạt luôn này. Ui. Ơ. À, cái nhà ở chỗ ngoài khu thị trấn ấy nó lại khác ở trên khu sự kiện nè. Nhà này ở chỗ trong trong khu sự kiện là nó bị che mất hai cửa sổ đấy mà. Rồi, nốc. Bom kìa. Mẹ, hai thằng luôn. Không để ý luôn đấy, nó bắn được vào bên trong, nãy mình đứng mình lút. Rồi rồi, cứ spam đi. Lần này thì mày chết. Rồi. Ô, clear luôn team này rồi. Còn bọn team phía sau nữa. Team mới vào đây. Ừ. Đây rồi, đẩy vào luôn rồi kìa. Ghê gớm nhỉ. Nghe tiếng S12K rồi. Để dén ngay. Thanh niên, ừ, ra bắn bắt à? Rồi hay luôn, clear luôn à. Thế còn tên nào sau lưng đây? Con. À con bot. Rồi này con bot thôi. Đó, thơm luôn. Ô, flare gun này vợ ơi. Đi 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 săn luôn. Kìa, sấy đi. Đã đứng trên sấy nhỉ. Rồi hay. Đâu nhỉ? Đồng đội đâu rồi? Để mua thêm cái băng đạn xịn này. À. Nó bắn ở trên hầm. Đằng sau có người chồng ơi. Đằng sau Đi quá. đi đi đi. Đằng sau nào? Đằng sau này này, thấy nó vừa bắn mà. Mang cho Đâu, trước mặt location. bắn mình Đúng mà. không? Ê, kìa. Kìa kìa kìa. Có một thằng nó đẩy vào kìa. Ê, bọn này cùng team với nhau rồi. Nó cứ đè mình nó bắn thôi. Rồi lên luôn, lên luôn, lên luôn. Hay. Ê, sấy. Sấy vào đấy hơi mù mắt anh em. Thôi không sao. Để vào cứu đã. Nó chạy rồi thì sao ấy? Chắc là nó đi hồi sinh thằng bạn nó rồi. Mẹ, thằng này nó nhanh thật đấy. Có bác ghi kìa. Ê, có bác ghi. Sấy đi. Chạy đâu. Ui, không chặn được. Ok à. Mẹ, sao sấy thế mà. Hơi lỗi anh em ạ. Mà thằng kia nó cũng trâu thật đấy. Nó dừng rồi, nó dừng rồi. Đây, sau bờ đá luôn. Rồi, vỡ đầu này, lên luôn. Đi đi, cứ đi đi. Dùng cổng di chuyển nó nhanh. Nào, tiếp cận luôn này. Lên đây bạn. Này thì ngó này. Rồi, clear luôn bọn này rồi. AMR 20 viên đạn luôn mà. Không bắn thì hơi phí luôn đấy anh em. Được, trận này cầm luôn combo shotgun với lại sniper xem coi là có phong thủy không. Ê, thằng này có người. Đâu? Bên trái á? À? Ok luôn. Đẩy chơi luôn. Một team luôn á. Một team cơ à? Căng nhở. Thấy không? Có một thằng nó đang chạy trống này này. Đâu, 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 đâu. À rồi, thấy rồi. Chạy trống thì bắn thôi. Một viên. Hai viên rồi, lên luôn bạn ơi. Lên luôn, lên luôn. Nhưng bạn nó đang ở đấy luôn á. Ok Nó luôn. ở khu nhà hay sao á. Khu nhà á. Khu nhà thì qua gạt thằng này đã, xong rồi mình ấp vào mình chơi luôn. Đâu rồi, thằng này bò đâu rồi? Ê, có xe. Hai thằng luôn kìa. Úi giời, bạn nói hay sao thế này? Rồi, nốc luôn. Nốc ba rồi. Có thằng bên này, đây đang Ơ, sao bò. bạn có trông đâu? Đây này. Đang còn bò ngay chỗ này này. Nhưng mà bị chồng bắn đâu? Đây rồi, gạt rồi. Thế là bọn này vẫn đang còn một thằng nữa nhỉ? À, à. Nó đang đứng gốc cây, gốc cây. Rồi, rồi, thấy luôn. Nào, ngó ra. Thằng bạn đấy. Ờ, đúng rồi, bọn lấy xe vợ dụ đi. Đó. Ô, vẫn nóc này. Team khác à? Đây, mình dùng thảm đi qua đi vậy. Đây, đứng ở trên này sấy luôn nhá. Có bắn được không? Dùng cái này có bắn được không? Bắn được chưa? Đi thấp như này vẫn bắn được. Chắc là nó định ra đây nó hồi sinh hay sao ấy.
bạn nó trong nhà. Trong nhà có thấy ai đâu. Thôi bỏ đi, qua bên chỗ này đang bắn kìa, nhau bắn bên này nhau này. Kìa. Ui, đông kìa. Lên luôn, lên luôn. Ôi, sao không thấy đạn được à chồng? Mình phi lên trên cao rồi, phải hạ xuống cơ. Phi lên cao là không bắn đâu. À rồi rồi, thầy ơi, thầy ơi. Đây, hạ chơi luôn. Tên này nó không nghe gì sao ấy. Tới nơi rồi mà vẫn chưa biết này. Rồi, còn bạn bên kia nữa. Ôm bom, ôm bom. Có đứa đốc này. Khá đông đấy, team bên đấy phải ít nhất phải 2-3 thằng. Không đốc à? Thêm một quả nữa lên tầng 3 xem nào. Nó đốc nữa. À, một thằng trên nóc lại một thằng tầng 2. Vẫn không đốc gài, bực thế nhở. Cho hết lửa lên đi. Đốt hết nhà rồi. Ui, mấy tên kia quăng quả lửa rồi. Quăng quả lửa chặn ngay chỗ đấy rồi mà vẫn ngó ra sấy mình được ạ. Và cái kết là bị nốc ngay thôi. Ôi, đốc 2 rồi này. Rồi, còn thằng nữa. Lên luôn vậy. Cho hết bom vào. Còn mỗi bom múa này. Cho nó khỏi bắn luôn. Ờ, lại lỗi đi lấy bom. Ghét thế nhở. Ui, nó ngay tầng 1 này. 4 thằng à? Đang nghe nói ở trên tầng mà. Kìa. À, rồi, ok. Bọn này chỉ có 3 thôi mà. Clear rồi. Ui, mất táp luôn. Đi. À? Ồ. Có tên ngó mình này. À, khỉ đột ở đâu ra đây? Đã nhìn mình từ nãy giờ rồi. Đi luôn vợ ơi, vợ dùng thảm, vợ đi luôn đi nhá. Đây chồng chồng thả ba lô à, chồng dùng đi này. Đây rồi, chồng có rồi. Đây, đây đây đang đi lên. Đây chồng có rồi, trên nóc có rồi mà. Qua chồng qua trước đây. Không nó cứu mất đấy. Đâu nhỉ? Vừa nóc ngay ở chỗ đoạn đồi này mà. Bỏ đâu nhanh thế nhở? À, đều rồi, thằng bạn đã tới này. Rồi, để ốp bom đi. Góc này cũng hơi khó đấy. Đứng ngay chỗ này này. Chết đi bạn. Bom rồi nè. Rồi, một quả bom duy nhất. Cất liễu luôn. Hay không mà đi lên chỗ phòng thính lấy cái giáp mới lúc này. Bom có giáp 3 rồi mà. Đây, đây, thế thì đi luôn. Có tiếng súng bắn ngay ở trên khu thị trấn luôn này. Còn 2 thằng nữa thôi. Ờ, team 2 à. Lên lên kết liễu luôn là end game. Đâu rồi? Nhưng mà nghe nãy tiếng vector nó hơi lệch ngoài chứ không phải là trong khu thị trấn. À, đứng kia, đứng kia. Ồ, còn lia luôn à. Thế lại còn mỗi tên lẻ nữa. Ái ra. Ôi ôi. Rồi. Bắn trước chồng ơi. Thầy ơi, thầy ơi, bắn ngay ở chỗ khu hầm. À, đứng mè nãy giờ à? Nó ra bạn ơi. Nó cũng phải biết bò đâu ra. Nó biết mình cầm AMR hay sao ấy. Thầy ơi này. Nó ngó kìa, nó ngó kìa. Lộ cái đầu hay sao ấy này. Ui giời. We are number one. Nghe một viên headshot luôn ạ. Thanh niên này biết mình có AMR anh em ạ. Cho nên là cứ ngồi núp núp. Nó vẫn lộ một tí cái mang tai. Ok thì clip ngày hôm nay thì mình cũng đã trải nghiệm ké được con siêu xe Bentley 3 vé thôi. Và rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip ngày hôm nay. Bye bye anh em nhau.